Dạ, xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây đàn cũng khá là đặc biệt. Và cây đàn này thuộc nhà Yamaha nha mọi người. Rồi mọi người đang nghe một cái âm thanh của cái đàn phát ra nha mọi người. Rồi. Thì cây đàn này là một cây đàn có thương hiệu là Yamaha dòng EZAG. Đó. Thì cái đàn này là nó đặc chân nó là nó không có cái đầu nha mọi người, và các phím của nó là điện tử. Đây là một cái đàn Yamaha điện tử, và đây là một trong những cái đàn mà rất thích hợp cho người lớn cũng như là những em bé mọi người. Nhưng mà những em bé tầm khoảng 10 10 15 tuổi, 14 15 tuổi đó, độ tuổi đó thì mình chơi cái đàn này rất là thích hợp ha. Thì mình vừa tập luyện và mình vừa nghe được những cái bài hát, đánh được những cái bài hát nhạc nền rất là hay trên cây đàn này, được tích hợp độc quyền luôn nha mọi người. Có nghĩa là rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết cây đàn này ha. Chúng ta sẽ có một cây đàn ZAG Yamaha. Ở trên đây là cần là bao gồm những cái phím nè, và những cái đây là bao gồm 6 dây này mọi người, bao gồm 6 dây ha. Đây là chúng ta sẽ có một cái loa trên đây. Rồi đây là bộ ngựa của nó. Rồi về mặt sau thì chúng ta sẽ có ở phần mông, chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối nha mọi người, những cổng kết nối nè, dây lai nè, những cổng kết nối, và chúng ta sẽ có là một cái phone, một cái output ở đây, một cái phone output đây ha. Rồi chúng ta sẽ có một cái nguồn trong trong dương ngoài âm DC 12V, và chúng ta sẽ có một nút on off ở đây đó, một cái nút on off ở đây đó. Thì cái cây này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng điện từ 100 tới 120 luôn nha mọi người. Chúng ta sẽ có thể sử dụng điện được 220 luôn nha mọi người. Đó, có thể sử dụng điện được 220 luôn. Rồi, thì cái đàn này là nó có sử dụng pin nha mọi người. Pin 9V nè. Đó. Adapter là 12V, thì cái cây đàn này nó sẽ kèm theo adapter luôn nha mọi người. Rồi, thì tất cả là nguyên bản hết nha quý cô chú anh chị. Đó, chúng ta sẽ có nắp pin đây. Đó. Có cổng kết nối ra loa luôn, mình đánh có thể ra loa được lớn, mình kết nối loa được luôn nha mọi người. Đó, mình đánh trên loa luôn nha. Rồi, thì cây đàn này thì được công ty Yamaha sản xuất tại thị trường Trung Quốc. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có thiết kế là nó có một cái miếng nẹp ở phía sau cần, nó có một cái miếng kim loại. Đó, gót cần mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đi về chi tiết ha. Chúng ta sẽ có play mode. Chúng ta đây chúng ta sẽ có play mode là trống nè mọi người. Đó. Chorus nè ha, là boss. Chúng ta sẽ có những cái bài demo, âm thanh, rất là nhiều âm thanh ha, và rất là nhiều bài hát. Rồi ví dụ giờ em sẽ demo thử cho quý cô chú anh chị nghe một bài hát nền của cái cây đàn này. Đó. Rồi. Volume là chỉnh. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Đó. Rồi, mọi người có để ý giúp em nha. Khi mà nhạc đánh tới đâu thì những cái đèn này nó sẽ nhấp nháy tới đó, thì nó thể hiện là mình sẽ bấm vào những hợp âm trên đây ha mọi người ha, giúp mình luyện tập cơ bản ha mọi người. Đó, là mình đánh ở đây, mình gảy dưới đây. Đó. Nên là mình đánh dưới đây, mình bấm dưới đây. Đó, mình gảy xuống, mình gảy dưới đây. Đó, cái này mình thích hợp, rất là thích hợp để luyện tập hoặc là mình sưu tầm nha mọi người. Đó, cái đàn này nó cũng khá là hiếm ở tại thị trường Việt Nam. Đó. Đó, nhạc nền rất hay nha. Mình chỉnh bài khác nha mọi người. Rồi, thử nhạc khác nè. Rất hay nha mọi người. Đó, cái đàn này rất hay. Và cái độ mới nó vẫn còn khá nha mọi người. Tương đối là còn khá. Đó, nó không phải cũ quá và nó cũng không có bị bể gãy gì hết. Cái đàn này bảo quản cũng rất là tốt ha mọi người ha. Rồi cái này thì em bán với giá là 2,5 triệu tặng cho mọi người một cái bao, và có kèm theo adapter luôn nha mọi người, có kèm theo adapter luôn mà không phải adapter zin nha mọi người. Mấy cây này về là phải mua cái adapter khác thay thế, nhưng mà adapter cũng rất là chất lượng nha. Đó, thì nó sẽ hiện lên những cái chấm đỏ này nè, mình sẽ bấm ha, và tiếng trống nè.
Đó, mình rất là nhiều, mình có thể là về nhà mình mua cái này về mình tự mình khám phá nha mọi người, rất là nhiều, và nó có video review cái đèn này ở trên YouTube nha mọi người. Mọi người lên mọi người xem giúp em nha. Đó. Đó, mọi chức năng đều hoạt động tốt nha mọi người. Đó, các lay mode này đó, rất xịn nha. Rồi, và kết thúc video hôm nay thì rất là mong quý cô chú anh chị ủng hộ em cái đàn này nha. Cái đàn này thì rất rất là ít có trên thị trường, mà giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Mọi người có thể tìm kiếm cái cây này qua những cái trang mạng ha, và chúng ta sẽ nắm được giá mới cũng như là giá cũ của cây đàn này nha mọi người. Đó. Rồi, Gia xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo. Đây là cây Yamaha EZ AG, em bán 2,5 triệu, mọi người nhớ ủng hộ em nha. Bye bye mọi người.